Đây em muốn chia sẻ đến quý vị một cái vấn đề này rất là hay ho trong cái cuộc sống mình. Khi mà mình làm việc tốt là mình sẽ gặp được cái việc tốt, mà còn hơn thế nữa, đó là đối với tấm cúc. Thế quý vị, bây giờ á là để em kể cho quý vị nghe cái này nó ứng nghiệm với em cực kỳ, và quý vị thấy coi trước giờ mình có được ứng nghiệm như là em không nha. Trời, không có chạy đi đâu hết trơn, không có mắc đồng nào hết trơn, được lợi chứ không có được hại đâu. Em hết miếng dầu cho tỉnh cái được, cho dầu vàng. Trời ơi, hôm nay em mệt quá, em hơi buồn ngủ, nhưng mà em suy nghĩ tới cái vấn đề này mình cũng thấy vực dậy được. Đôi khi làm việc nó cũng có những cái suy nghĩ nhiều áp lực á, mệt mỏi cái muốn ngã ra nghỉ lưng, nhưng mà mình nhớ lại cái những cái vấn đề mình cũng được rất là may mắn, nên em muốn chia sẻ với quý vị trong cái clip hôm nay như thế này quý vị. Cái ông thợ làm nhà cho em nè, này nhắc tới ông thợ nữa nè nha. Em nói vấn đề để mình thấy được là mình dễ là trăm phần dễ, là mình đừng có tính toán như người ta là những cái lợi nó tới với mình. Quý vị ha, thấy mà lúc em làm nhà nè, em nói với quý vị nha, mấy ông thợ ông làm ẩu lắm. Nhà mình thì không có đàn ông theo dõi để mà nghiêm khắc với mấy ông, không có nhậu nhẹt cuối tuần rồi ha. Em thì không có cuối tuần, nhiều khi em cho tiền rồi tự đi đâu nhậu đi, tại vì nhà em không có thể nhậu được. Rồi, còn lại là coi như cà phê pháo hay là nước trà đường hay là thuốc men gì thì em lo ok hết. Còn mấy vụ nhậu thì thua, không có làm được. Mấy ông làm tao nói nghe nó bể tùm lum tà la, em nói nha, hư cái laptop nè, hư cái tivi nè. Trời ơi trời, tao nói cái tiền hết biết, bắt đầu kiếm kiếm những cái nhà tắm á, nó rớt nó cũng bể, bể là em bỏ chứ đâu có xài được. Rồi cái cửa, cái gì thấy cái cửa mà cái cửa bốn bốn cánh á, cái cửa mà rồi có kiến kiến ngoài á. Mấy ông thợ á, ổng lấy ra để mà ổng sơn với ổng làm mấy cái cửa gì lại cho em đó. Khi mà quý vị thấy lấy ra, ông thầu á, ông mới kêu mấy ông thợ mà dạng cu ly mà chà gòn với mà đẩy xe gùa cát chứ mà gạch rồi đó, kêu mấy ông thợ này đặng mà dịnh cho ông lấy mấy cửa xuống. Thì trong đây có một cái ông mà thợ, ông cu ly này nè, chuyên gia mà chà gòn à, chuyên gia ghim gạch với chà gòn ghim xi măng rồi đó. Ông ra ông dịnh, không biết ông dịnh mắc cái chứng gì mà ông để cái con mắt ở đâu hay gì. Ông kêu kêu nè cái cửa này cầm, ông không cầm ông bơ sao đó, cái cửa rớt nó tức xuống với cái gạch đó là cái gì, một cái bóp một cái, trời ơi kiến nó ngấu hết trơn cái kiến của cái cánh cửa này nè, cánh cửa mà cửa bốn bốn cánh bằng cái kiến hết trơn. Ông thợ ông thầu ông giật mình, ông thấy là chết mẹ, kiến của chủ nhà bể của người ta thì sao trời. Ông nghĩ là chắc mình la lắm, nhưng mà tấm cúc cũng thấy là hơi khó chịu, nhưng mà không có la, lỡ rồi. Thì lúc này á, cái ông mà cu ly á, cái ông mà cu ly chắc hồ chắc gòn nè, ổng mới nói là thôi bây giờ lỡ rồi chị Cúc ơi, lỡ bể rồi thôi để tôi thường cho chị kêu thợ làm kiến vô đi, rồi cái có gì để tiền tôi trả cho. Mình nghe cũng tội nghiệp, cái gì làm chắc gòn nè, đẩy xi măng đẩy đá nè, hình như là thợ phụ á, là lúc đó hình như ngày ổng có 300 350 ngàn gì ha. Bây giờ bể cái kiến này á, mình cũng nghĩ là nó cũng vài trăm chứ đâu ít đâu. Tấn Quốc nói thôi lỡ rồi thôi đi, để tôi trả cho chứ anh trả gì. Thôi đi lỡ rồi thôi, bây giờ nếu vậy thì anh coi anh ôm cái kiến này nè. Anh tới cái chỗ mà cắt kiến á, cũng gần đây cũng có. Thì đang cho người ta đo theo cái ni dừa đó, người ta cắt cái tấm kiến khác đi rồi lắp vô cho nó dừa. Y như vậy đó, rồi hỏi bao nhiêu tiền rồi tôi trả. Chứ thôi lỡ rồi anh không đừng có thường, để tôi trả cho. Anh chỉ cần giúp tôi cầm mấy kiến cho người ta lấy cái ni thì cắt lại y như vậy được rồi. Còn thôi anh đo sẵn rồi anh đi ngoài anh kêu người ta cắt anh em dịnh gáp cho cũng được. Thế là ông mới mừng lắm cho, ông nói thôi cảm ơn chị Cúc, vậy thầy để tôi ghim cái nguyên cái cánh cửa, để tôi ghim cánh cửa, hai ông đòi ghim đi. Cái ông thầu mới nói mày đo trước đi rồi mày kêu người ta cắt chứ ghim sao nổi. Thế là ông đo đo rồi đi ra đó lấy cắt, phải không? Cắt xong rồi ổng nói là sợ không được, ổng ôm kính ổng làm nhiệt tình lắm, ổng làm ổng sợ gắn vô không vừa ý rồi mắt hư rồi mắt làm gì tùm lum, cho nên hai ông kình gan ghim cái cửa đi ra ngoài đó để mà gắn vô cho nó ngon lành mới đem về đó. Thì tấm cúc trả cái tấm kính là hình như cũng 400 mấy 500 gì đó hà, chứ không có nhiều. Mình trả mình thôi, mà ổng ái ngại với mình là cái gì, ổng ái ngại với tấm cúc là lỡ bể gì đó, cái ông mà cu ly ông thợ mà chắc hồ á, chắc gòn á. Thế là khi mà làm nhà hoàn thành hết trơn á, người ta đi về hết á, cái ông mà lỡ bể kiến này nè, ông chắc gòn nè, ông mới nói chị Cúc ơi, thôi để tôi ở lại tôi dọn dẹp tiếp chị 2 ngày ha, tôi không có tính tiền đâu, để tôi dọn dẹp. Mà lúc đó mình quên mất tiêu vụ ông làm bể cái kiến này, tại làm tới cả tháng mới rồi là mình quên vụ kiến nó đi rồi.
bắt đầu mình nói thôi thôi làm thì tôi trả tiền, nếu mà anh có thời gian để lại anh dọn dẹp tiếp tương bữa hay bữa thì tôi trả tiền, thì tôi cảm ơn anh. Ông nói tôi thấy những cái nhà chị mà sửa chữa cho nên đồ đạc bỏ tùm lum hết trơn à, rồi còn thêm mà cây cối đổ ngoài hè nặng lắm chị ghiên không nổi, rồi để tôi lại tôi ghiên tiếp chị cho, rồi tôi không có lấy tiền công đâu, không có gì đâu. Mình thấy gì mình cũng mừng, nói ok vậy thì anh làm đi, nhưng mà ông nói không lấy tiền công, nhưng trong lòng của mình á nghĩ là ổng nói vậy nhưng mà khi làm xong mình cũng cho tiền ổng ít, chứ không phải là không, cũng phải cho tiền, cà phê pháo cho người ta chứ, công người ta mà đâu vừa, mình phải tính ra công ngại nhiêu mình trả cho người ta chứ. Cái vị thấy rồi, tới chừng mà thở thảy vậy hết, ổng ra ha, ổng cầm cái vòi nước ha, ổng lấy miếng cước trắng vậy nè, ổng kỳ với gạch hết trơn vậy nè quý vị. Ổng dọn sạch sẽ, ổng gom hết những cái mà xà bằng bui bui hay là tủ bạn nào nặng á, ổng ghim giùm hết trơn sạch sẽ. Ổng kỳ lắng bóng hết trơn đồ ha, ổng vô bao vô đồ hết trơn, ổng làm hết trơn. Xong mà cút trả tiền không lấy. Ông nói thôi tôi làm giùm chị đó, tôi thấy nhà chị đơn chiếc quá, không có ai, không có đàn ông người đâu ginh mấy cái đồ nặng nổi đâu, thôi tôi ở lại tôi làm, tôi dọn tiếp chị một bữa hai bữa thôi. Tôi làm ở đây hôm nay cũng tháng mấy 2 tháng này á, tôi thấy chị rất là tốt. Buổi trưa chị đi mua đồ ăn cho chị, cái chị mua đồ ăn cho thợ thầy luôn, rồi chị mang nước cà phê pháo, tôi chưa thấy ai mà tôi làm ở đâu mà được như chị. Người ta cho ăn cây trà đá đôi khi còn không có, mình tự cầm ở phích thêm mình uống nữa, còn chị sáng lại cái lần cử cà phê, trưa ăn cử cà phê hoặc là trà đường, tới chiều nữa khi ăn cử nữa, rồi thuốc men đầy đủ hết trơn, chị pha chị làm hoài, là mấy ông thợ phái người ta thích á, người ta uống người ta không buồn ngủ á. Tôi cảm ơn chị, lần đầu tôi mới thấy chỗ nhà chị mà tốt vậy luôn á, rồi trưa đồ mua đồ ăn rồi nữa, nên tôi lại tôi làm tiếp chị không lấy tiền. Thì khi mà trả tiền hoài không lấy, thấy gì Tâm Cúc mới tặng cho ổng chai dầu gió có tặng chai dầu gió với cái mà máy cassette đó quý vị, máy cassette hồi xưa đó, thấy ông ưa nghe cái là vô ngày xưa nghe cái cổ đó, thấy thì Tâm Cúc cho một cái luôn, cho quần áo cho này kia tùm lum chơi, rồi có thêm chai dầu nữa vậy thôi. Nhưng mà khi ông về ông không lấy tiền, nhất định nha, nghèo nghèo chứ không lấy tiền nha. Xong tới chừng về Tâm Cúc mới nhớ chực, à thì ra là ông trả ơn mình, dụ mà cái cánh cửa này nó mắc nè, mình làm tới 400 mấy 500 chắc là ông thấy ngại nên ông ở lại ông dọn dẹp, chắc là ông nghĩ là cái công nó trừ qua. Thì mình thấy đó, tự suy nghĩ như vậy thôi mình cảm thấy à thì ra là vậy, có nghĩa là khi mà mình bỏ tiền ra là người ta làm lại cho mình, nếu mà không có như vậy người ta làm lại 2 ngày cũng phải trả người ta mấy trăm ngàn cũng vậy thôi, nhưng mà người ta làm lại cho mình vậy là một điều mình cảm thấy là có qua có lại. Thì tự nhiên mình cảm thấy à thì ra lúc đó mình làm việc tốt nên lúc này mình mới được việc tốt. Và chưa đâu quý vị, còn nữa, còn một cái vấn đề này nữa là ở ngoài cái mặt tiền sau hè nhà em nè, chỗ người ta đang cắt cái dãy nhà trọ lớn dữ lắm nè, để em kể luôn quý vị nghe, này mắc cười lắm. Bình thường á thì hàng ngày em ra em mở cửa sau em ra em tưới bông tưới hoa này kia đủ thứ, quét dọn ngoài vườn đó đó, nhưng mà từ khi á, người ta một cái thầu người ta tới để người ta cắt cái nhà trọ thì vợ chồng người ta đi có nam có nữ, chồng mà thợ hồ là vợ cũng thành phụ hồ, nên là vợ chồng dở cơm theo đặng mà ăn á, làm xong bữa trưa ăn. Tấm Cúc thấy á là khi người ta lại người ta làm á, cái buổi trưa người ta đem cái đồ ăn á người ta để bên cái chiếc cửa nhà Tấm Cúc á. À, giống như cái cửa sau mình có cái bậc thềm đi xuống nó bằng vậy nè, ở trên nè rồi có bậc thềm xuống nó bằng ra vậy nè, rồi mới đi xuống dưới cái lỗ á, nên người ta để đồ ăn lên cái bậc thềm nè, để cái giỏ đồ ăn nước uống được trên đây, rồi giấc trưa người ta làm xong người ta ra người ta ngồi cho nó mát, tại trên đó có cây cái giàn hoa giấy với cái giàn bông lan tỏi nó mát rượi à, rồi người ta ngồi đó người ta ăn uống. Tâm Cúc thấy người ta như vậy là không bao giờ em bước ra em mở cửa cái gì, mặc dù hàng ngày em ra mở cửa em tưới cây hay làm này làm kia ha, còn khi mà em đã nhìn thấy người ta ngồi ăn uống như vậy, người ta để đồ vậy đó, là em không có mở cửa nữa, em để cho người ta tự nhiên, người ta tự nhiên người ta ăn uống. Nếu mà mình mở cửa ra thì người ta chợt thấy à thì ra chủ nhà cũng hay bước ra bước vô chỗ này, nếu mà mình để đồ ăn ngay đây hay mình ngồi ở đây á, lỡ người ta bước ra bất tử á thì kỳ, thì thôi mình đi chỗ khác, mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ tự động người ta nghĩ vậy đó, cái mình không có mở cửa để cho người ta tự nhiên. Trời ơi, cái nhà trọ mấy chục cái căn nhà trọ là mấy tháng trời mà buổi trưa không bao giờ em bước ra. Em đợi tới mà khi người ta về á, chiều người ta làm xong người ta về hết á thì em mới ra mở cửa em tưới cây tưới đồ. Chứ còn bình thường em để người ta tự nhiên cho người ta cảm giác giống như là à chủ nhà ít có ra làm sao này đó, mình ngồi á không thấy chủ nhà ra nên mình ngồi thoải mái á. Mẹ vậy chứ có một chỗ một nó mát, chỗ người ta ngồi ăn cơm nó mát bóng cây rồi mà mình cứ đi ra đi vô hoài người ta ngại ai dám ngồi, đúng không? Mình phải suy nghĩ cho người ta chút xíu, người ta đâu có ở đó lâu đâu, người ta làm xong công trình người ta cũng đi à, đâu có ai ở đó hoài đâu mà mình làm khó người ta cái khoản đó ha. Mình thấy vậy thôi à, em không nói gì chứ, trời em dễ còn bằng trăm phần dễ,
dễ mà còn hiểu trước cho người ta vậy nữa, để phụ nữ mà chắc chưa mà ngồi chịch một chút nắng đen, người ta tội nghiệp, người ta cực nữa, mình trong nhà mắc cười mà người ta phải đi phụ hồ trụng hồ, tội nghiệp ác luôn hen. Rồi như vậy khi mà công trình xong quý vị biết không, người ta làm cái lộ cho người ta làm qua bên em luôn. Cái nhà em quý vị thấy cái mặt tiền làm sao đó, bề ngang mười mấy mét mặt lộ á, mà họ đổ đổ bê tông á, bê tông gạch đá nè, đổ tôn lộ á, họ trải hết cái sân vườn nhà em làm sao luôn. Quý vị thấy em không tốn một đồng bạc, từ đầu này họ làm tới đầu kia, tới cái mí vừa hết cái mí chỗ nhà em là ngưng. Trời ơi trời, không có qua hàng xóm nữa, tới nhà em ngưng, qua bên đây tới cái khúc này là tới cái mí nhà trọ của người ta nè, rồi tới đây là khúc nhà em nè, là họ đổ bằng qua tới hết mí nhà em nè. Nó cao lên quý vị, cao em nói chừng 5 tấc, là bao nhiêu hồ bao nhiêu mà đá cát với xi măng ở trong đó, người ta mới làm một cái con lộ ngang mười mấy mét bự gì. Thì quý vị thấy không, mình sống tốt là mình được tốt, ở khoải là trời đãi, không tốn đồng nào ở trên đây, không được một cái con lộ nó ngon hết cái sức ngon luôn. Mình thấy rõ ràng đó, mình nghĩ cho người ta là tự động người ta cũng hiểu được, mặc dù người ta không thấy mình đi ra nhưng người ta biết chủ nhà này tốt nè, người ta không có khó chịu, chủ nhà không có khó chịu khi mình ngồi mình bỏ tùm lum, nhầm khi chắc chiều á về họ mệt á, họ về sớm họ bỏ đồ tùm lum, em ra cũng thấy, em cũng dọn em để bên gốc cây này nè, thì có nghĩa là hôm sau họ đã thấy, họ đã biết chủ nhà dọn để đây rồi. Nhưng mà mình không nói, mình để cho tự nhiên vậy, là quý vị thấy một cái phước đức không, mình làm bất cứ cái vấn đề gì mình cũng nghĩ tới người ta rồi nghĩ tới mình, là tự động những cái có đức học sức mà ăn là như vậy đó quý vị. Còn nhớ một cái câu chuyện mà nói về phong thủy đó, là một cái ông đó đó là ở cái khu vực đó mà ổng làm ăn không có được, xong ổng mới bán cái khu đất đó, mà bán cho cái ông này mà người ta nói là cái khu đó là làm ăn không có được, không có phát được. Thì cái ông này ổng nghe vậy, ổng mới mời ông thầy phong thủy mà giỏi nhất đi cùng với ổng đến để coi cái miếng đất đó, cái vườn đó coi như thế nào, có tốt có hợp đâu với ổng như đó. Thì trên cái đường đi trên xe đó, khi mà ổng đi á, ổng thấy là ở trước có một cái đứa trẻ chạy ngang ra lộ, từ trong cái con đường á chạy ngang lộ. Thì ổng mới nói là dừng xe lại, bắt tài chạy xe chậm lại, là ổng chạy xe chậm lại gì nè, ổng chạy chậm lại liền. Thì cái người mà thầy phong thủy á mới nhìn ông này sao đang không, mà đứa bé nó chạy qua rồi thôi mà ổng còn ngừng lại nữa. Thì quả nhiên một tí xíu có thêm một đứa trẻ sau lưng chạy ra nữa. Thì thầy phong thủy mới cười, ông mới nói ông giỏi quá, ông nói đúng là như vậy, mình phải hiểu trước được khi một đứa trẻ nó phải có một đứa đùa giỡn với nó thì nó mới vừa chạy vừa cười ra, nếu mà mình thấy nó chạy ra như vậy mà mình giọt ra thì cái đứa sau nó chạy ra sẽ trúng nó liền. Mình thừa biết một đứa nó chạy là có một đứa sau lưng, mình phải hiểu trước như vậy, cho nên mình phải ngừng lại đợi cái đứa sau nó chạy qua luôn rồi mình hãy đi, cũng không có muộn. Đó là cái lời nói như vậy. Thì ông phong thủy ông cười, rồi khi ông này ông chạy nữa, ông chạy qua, ông chạy tới chỗ nào, khi mà tới ông về tới cái giường của ông á thì đang không, ông tại chạy tới giường ông ngừng xe lại, cái ông nói khoan, thầy khoan hả, xuống xe chút tí nữa, đợi tí xíu đi hạ xuống. Ông phong thủy ông mới nói sao kỳ vậy, sao mà tới đây rồi mà không xuống ngồi xe làm gì. Ông mới nói là ta mới thấy là ở trên cái cây nhãn ở bên phía trong giường á là có một cái đám dơi á nó bay lên á, một đám chim đám dơi á, nó bay lên á, là ta biết ở trong đó có mấy đứa trẻ nó đang trèo hái nhãn ở trên đó đó. Nếu mà bây giờ mình bước xuống mình đi vô là mấy đứa nhỏ nó giật mình, nó hoảng hồn, nó leo xuống là nó té, nó hết hồn, nó thấy chủ nhà tới nó sẽ tuột nhanh xuống, nó sẽ té nguy hiểm cho nó, thôi mình để yên để cho nó xuống từ từ đi rồi mình hãy đi vô. Và quả nhiên y như vậy, một tí xíu thì có những cái đứa trẻ nó hái nhãn, nó cầm nó chạy ra, nó chạy đi, nó chạy ngang, nó chạy đi luôn, nó gặp cái nó đi ngang bình thường. Thì lúc này ông phong thủy ông mới cười, ông mới nói là thôi ta nghĩ là khỏi cần xem phong thủy nữa, ngươi là ở đây tốt lắm mày, tại vì phong thủy là ở trong cái tâm của ngươi, cái tâm ngươi rất là tốt như thế này thì ngươi ở đâu phong thủy nó cũng tốt hết. Còn cái tâm con người không tốt thì dù ở đâu phong thủy cũng không tốt, còn cái tâm tốt là thấy tốt đã. Tự biết nghĩ cho người ta là mình ở đâu phong thủy mình cũng tốt, vì phong thủy là ở con người mình nè, chứ đâu phải là phong thủy ở đâu nè. Đó là nói về cái tâm tốt thì người ta mới là gần gũi mình, còn cái tâm mình không tốt người ta gặp mình ta sợ muốn chết, chứ đâu phải là đẹp mà cái tâm mình không tốt cũng đâu ai dám gần gũi, phải không quý vị? Cái tâm mình phải thật là thân thiện thì người ta mới thích mình, người ta mới nhìn mình là người ta cảm thấy người ta yêu đời lạc quan, thì cái đó mới là phong thủy tốt, chứ không phải là luyện tập cho nó đẹp. Ừ, nói tới vụ luyện tập em kể quý vị nghe vụ này nè, em mới thấy nên cũng vụ tập yoga đó quý vị, không biết đẹp đẽ cái giống gì, em từng chia sẻ hoài đôi khi nó đụng chạm nữa thiệt à. Còn nhỏ thì mình uốn éo theo cái gốc cây thì được, còn khi lớn cái cây mà mình uốn cái nó bị gãy cành, con người bởi vậy mình lớn rồi cái xương mình nó chắc nó cứng rồi,
mà mình uống quá nó sẽ gãy. Làm sao mà không gãy được? Thì có cái chị đó, chị tập yoga mà chị nằm úp như này lại câu lạc bộ á, thì cái chị kia úp gì, bà cầm cái giò bà dơ nhổng lên, cái giò phải o tròn lại như con rắn vậy đó, o tròn lại đưa cái màn hình của bả, cái màn hình nhỏ vậy đó, đưa lên vậy nè, rồi khi ra đưa hai cái mũi bưởi hả, nó cái quần thì nó bó sát nó, cho nên nó kẹp hai cái mũi bưởi vậy, nó gì đưa lên nè, rồi đưa nhảnh lên trên nóc nhà vậy nè, đưa cái mũi bưởi lên trên nè, cuốn tròn lại. Thì khi mà cuốn á, thì cái bà mà giáo viên á, cái bà mà dạy á, mới đè hai cái chân ngược trở lại, cuốn ngược cái người lại như chiếc oi đó, cuốn ngược lại, cuốn đẩy mạnh một cái cụp, một cái gãy cổ luôn. Trời ơi, bắt đầu 2 giờ nó búng lia liệt như đau quá, nó bị chặt khớp, chặt cổ, gãy cổ vậy đó, nó búng hả còn hơn là kinh phong giật. Cái gì thấy vậy, gãy cổ rồi làm cái gụp cái sao sống nổi, trời, đang bình thường không muốn 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 cho gãy cổ không mà trời. Cái gì thấy là cái đó đâu phải đẹp đâu, mình đẹp cái tâm mình chứ, mình cái xương mình vậy, mình làm vậy rồi chồng nó nhìn thấy sao, chồng nhìn thấy ăn không, vợ lại đó ăn uống xong rồi lại đó cứ co tròn là làm người không muốn muốn làm gắn gì, đang không bây giờ muốn quá kiếp thành gắn hết, bà nào cũng tập yoga lượn tròn tròn gì chi vậy, mình tập thiếu gì, bây giờ mình tập là tập hít thở nè, mình hít thở cho cái cơ thể mình nó điều hòa đi, mình ăn uống điều độ nè, mình cái tâm mình nó vui nó mát mẻ là tự nhiên mình đẹp, cái tướng mình nó đẹp, người ta nói tâm sanh tướng mà, chứ đâu phải là uống tròn mới là đẹp đâu. Trời trời, uống vậy em thấy gãy cái gụp một cái là mình thấy là trời ơi, mình đau đớn biết bao nhiêu, bà dãy tê 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 luôn quý vị. Đang không mà nằm, quý vị tưởng đi nằm úp đi mà cái chân đưa ngược cái lên cao rồi dãnh ngược cái gì nè, dãnh ngược mà để cho cái đó nó đưa lên trên đó, thì quý vị thấy tưởng tượng như thế nào, rồi là bắt đầu gãy một cái cụp, bà dãy đê đê đê. Trời ơi, thấy được mình, cho nên em cũng khuyên các chị các anh nên, nên tập yoga tập nhẹ nhẹ thôi, đừng có tập cái kiểu co co gì. Đẹp đâu chưa thấy mà thấy nhiều người bị chặt xương sống, chặt tay, gãy chân, rồi thêm cổ nó gãy qua gãy lại gì, trời ơi, em thấy đau lắm. Tại cái xương mình nó cứng rồi. Đâu phải mình tập từ nhỏ tới lớn thì mình tập được, còn giả xương mình cứng mình tập nhẹ nhẹ thôi. Mình hít thở hoặc là mình tập những cái gì đó nó nhẹ nhàng trong cái cơ thể vừa với cái độ tuổi mình á. Đâu phải xì tin đâu, mười mấy hai mấy đâu mà nhảy dựng dựng trời. Nhảy quá nó mà lỏng cái đồ lòng của mình á. Tại quý vị biết là mình lớn, nhiều người người ta đã sanh đẻ nhiều lần rồi, phụ tùng rồi thì có vợ chồng ăn ở, thì đôi khi nó cũng lỏng lẻo ở trong cái bộ phận này bộ phận kia, mà mình nhảy nhót quá nó đâu có gì đâu mà khỏe, đôi khi nó cũng mệt hơn nữa quý vị. Em thì em nghĩ là như vậy, nên là mình tập nhẹ nhẹ thôi, chứ em thấy cái clip chị kia chỉ bị cụp cái gãy cái cổ, em không biết có phải gãy cái cổ không, người ta nói gãy cổ nhưng mà mình thấy mình sợ không chết luôn. Rồi tập cái gì mà hả gần như là nó dãy như thằng làng đứt đuôi vậy, kể nó đau quá hai chân nó búng á. Ôi trời, đau đớn biết là bao nhiêu nữa. Ông chồng nhìn thấy chắc ông xót ruột chứ. Vợ mà làm gì, vợ bị đau vậy, chồng xót ruột, chồng mà thương mà thấy vợ mình đau chắc nó xót ruột lắm. Chứ không phải không đâu. Thôi thì hôm nay em muốn tám với vị về vấn đề mà nói về phong thủy với về con người mình tốt á, là ở phải là trời đãi, tâm sanh tướng, là những cái mẫu chuyện mà em nêu ra nãy giờ là giống như em lấy áp dụng con người em á, khi mà em sống dễ dãi với ai đó là mọi người dễ dãi là với em, tốt với em dữ lắm quý vị. Tốt dữ lắm luôn, người ta tự động người ta mang đến những cái niềm vui cho em á. Và em xin chào quý vị nha.